Xin chào các bạn. Ở video hôm nay mình sẽ hướng dẫn mẫu đầm dạ hội đuôi cá, cổ lục giác, chân cổ, đứng nhẹ giống cổ nữ hoàng ấy. Đó, rồi phần tay thì tay vét nhưng mà mình có cái đường gấp ly nha để tạo cái độ bồng. Đó, thì định mức vải cho mẫu này bằng một lần dài đầm cộng một lần dài tay cộng với 50 cm để tạo độ xòe và đường may nha. Tầm khoảng 2,5 m là đủ. À, chắc vải ở đây mình may là cái chắc vải nữ hoàng, nhung nữ hoàng ấy. Nó có cái độ dày và độ co giãn nhẹ. Nên nhớ là ủi vải cho nó co rút hết trước khi mình đặt rập lên mình cắt vải nha. Đó rồi, đi vào bài học hôm nay chúng ta sẽ chuẩn bị một cái bộ rập cơ bản có bên sườn. Bạn nào chưa biết cắt cái bộ rập này ấy, thì mình xem lại video rập đầm body cơ bản nha. Mình có để cái đường link ở góc phải màn hình ấy. Đó, thì từ cái bộ rập này các bạn điều chỉnh cho mình một chút xíu ở phần nách nè, rồi kế đến là phần cổ, rồi tiếp theo là phần tùng váy để cho ra cái mẫu dạ hội ngày hôm nay ha. Đó, thì đối với cái cổ áo mà nó cơi đứng nhẹ lên kiểu nữ hoàng thì đầu tiên mình sẽ cơi cái phần vai thân trước này lên nha, 1 cm. Thân sau tí nữa mình chườm vai ít lại. Đó, để cho cái đường nối giữa thân trước và thân sau nó không có chồm quá nhiều lên đằng trước nữa các bạn. Nó sẽ nằm ở phần trên cao để cho nó cong lên cái phần cổ nó đứng á, nó không bị tức nha. Đó, rồi cái phần đầu vai các bạn cơi vào đây cho mình 1,5 cm. Bởi vì là tay phòng các bạn nha. Rồi từ điểm này đánh cong lại vòng nách. Đó, lưu ý cái số đo ở trên rập này nó sẽ tỷ lệ 1:2 so với số đo thật nha các bạn. Vẽ lại cái vòng cổ cơ bản nè, nối hai điểm này chia đôi nối vào đây. Đó, rồi chia đôi mình vẽ cong. Ví dụ như trong này mình lấy cái thông số là 1,5 thì số đo thực ở ngoài là 3, ví dụ vậy nha. Nối thẳng lên đây rồi tiếp tục nối thẳng lên. Bạn nào thích đứng nhiều thì mình cơ lên 2 cm, còn như trung bình là khoảng 1,5 cm là được rồi ha. Và từ cái điểm đó các bạn đánh cong xuống cái đường xuôi vai. Đây đấy, cái chỗ này nè, mình cơ ra 0,5 để đánh cong ha, khoảng tầm đó. Các bạn cứ đánh cong sẽ thấy nó nằm mềm hơi êm nhẹ lên cái chân cổ mình là được. Đấy rồi. Tiếp theo mình vẽ cái phần cổ áo thì các bạn cứ đánh thẳng cái đường gian ngực thẳng lên đây nha. Đấy rồi, từ cái điểm giữa của cái chỗ hạ nách nè, các bạn đánh cong xuống đây. Đó, thì tùy theo bạn nào muốn mặc cổ sau thì mình lấy xuống nhiều, còn ở đây mình sẽ lấy cách cái đường ngang ngực lên khoảng 3 cm nè. Đây chính là cái điểm mà mình sẽ đánh cong vòng cổ xuống đây. Để đánh cong thì trước tiên các bạn cứ đánh nháp một đường thẳng trước. Đó, rồi từ cái đường thẳng này mình đánh cong cho nó dễ ha, hơi cong nhẹ. Đó, bạn nào muốn mặc mà cái phần ngực mình nó hở nhiều hơn thì các bạn hạ cổ thấp hơn. Rồi nhớ bỏ cái bên cổ nha, 1 cm ở đây. Đó, tuy nhiên nè các bạn nè, lấy vào phía bên này một chút xíu thôi, khoảng 0,2 cm thôi. Đấy. Rồi phía bên này nè, mình lấy 0,8 nè, sao cho tổng cái bên này nó là 1 cm. Khi mặc lên cơ thể nó không bị hít cái cổ nha, không bị hở cái phần cúp này. Đấy rồi. Cái bên nách đều rộng khoảng 0,5 cm thôi, tại vì có tay áo không có cần chích nhiều cái bên này đâu. Khoảng 0,5 là được rồi. Thế rồi từ chỗ này mình lấy ra đây độ khoảng 5 cm. 5 đến 6 cm tùy nha. Đây mình lấy ra 5 cm. Rồi từ cái điểm này nè, mình đánh cong lên điểm này. Như vậy mình được cái phần nẹp vai, nó tạo thành cái cổ lục giác cho cái phần cúp bên dưới ha. Đó, như vậy cái dáng cổ này là tùy ý các bạn nào, có thể điều chỉnh theo ý muốn của mình nha. Đó, bạn nào muốn mặc hở thì mình cứ đánh cúp mạnh xuống dưới này để cho cái phần quả ngực của mình nó hở nhiều hơn nha. Đó, lưu ý nè, ngang ngực của mình á, là mình không có cộng thêm cử động, ngang eo cũng vậy, tại vì vải là co giãn nhẹ rồi nha các bạn. Còn bạn nào mà vải mà không co giãn thì mình cộng thêm cử động cho nó.
Tương tự như vậy thì vải mà co giãn nhiều quá thì mình lại trừ bớt đi nha, để cho nó ôm cái đầm. Đó rồi, xong phần cổ, phần nách thì chúng ta tiếp tục thiết kế cái phần tùng váy nè, đuôi cá. Đó, vì là cái phần eo mình dứt ra cho nên các bạn có thể phối với các cái kiểu tùng khác nhau nha, tùng xòe, tùng A hay là tùng 8 mảnh gì cũng được hết. Còn ở mẫu hôm nay thì chúng ta sẽ thiết kế cái tùng đuôi cá nha. Dài váy cũng tùy ý nè, ở đây mình dài phủ mắt cá chân 136 cm. Đó thì các bạn nhìn nè, ngay cái chỗ cái đường ngang mông của mình nè thì nó có cái độ cong vậy ha, thì phía dưới này mình cũng cho cong giống như phía trên cạnh sườn luôn. Đó, nó cong đều như vậy. Đó, thì từ ngang mông các bạn lấy xuống đây 15 cm. Đó, từ cái điểm này mình sẽ đánh da ra nha, để tạo cái độ xòe đuôi cá. Xòe ít xòe nhiều là tùy ý nha. Ở đây là mình xòe vừa thôi, không có nhiều lắm nè. Cơ chỗ này là lên 1 cm để đánh cong lại cái đường ngang lai. Bạn nào thích hiện form mạnh hơn thì mình sẽ hạ, thay vì 15 mình hạ 20 luôn. Mình đánh ôm xuống gần tới gối mình mới da ra. Đo lại cái phần xòe nè, là 35. Cái này là tùy ý nha, xòe ít xòe nhiều gì nó sẽ thay đổi chứ nó không nhất thiết là 35 đâu, tùy ý các bạn. Canh xới dọc, thân trước mình cắt một chi tiết vải gấp đôi chính giữa này ha. Để như vậy xong, mình sẽ dùng cái rập này đặt lên để cắt cho rập thân sau. Ở video này mình sẽ không hướng dẫn cắt trực tiếp trên vải cũng như là may ráp nha. Đó, tại vì cái video mà khi mà quay hết như vậy nó rất là dài các bạn, rồi mình tải lên trên YouTube nó khó, gặp nhiều khó khăn lắm. Đó, cho nên các bạn thông cảm cho mình nha. Nói về phần may ráp, may dây kéo như thế nào, trải vải như thế nào, rồi chừa đường may bao nhiêu thì các bạn xem lại những cái video cũ trước đây mình có hướng dẫn rồi đấy, thì nó giống nhau hết thôi. Nó chủ yếu là nó khác cái đường cắt rập thôi, chứ còn cái chuyện may ráp rồi may lót rồi dây kéo rồi này kia thì nó gần như nhau hết các bạn, nó không có khác cái gì đâu nha. Cách may mút ngực như thế nào mình cũng đã hướng dẫn rất là kỹ ở những video trước rồi. Bạn nào không biết thì cứ vào nội dung của kênh ấy, nó sẽ hiện lên tất cả các video, thì những cái video mà mình xuất bản đầu đầu tiên ấy, vài cái video đầu tiên mình hướng dẫn may ráp hết ở đó nha, bạn vào đó xem lại. Này, trước khi cắt rã cái rập thân trước này á, thì mình sẽ dùng nó đặt lên giấy thiết kế rập thân sau cái đã nha, rồi mình mới cắt rã xay ben nó. Mình đặt cái rập cách mép giấy là 10 cm nè, để tí thì mình cho cái phần giữa thân sau á, ở dưới tùng á, nó da ra, nó sang dấu từ ngang vai lên tới ngang eo nha, ở chỗ này nè, ngang eo mình nè, và tới đây là giống nhau hết nè, cái rập cứ cách mép giấy đều 10 cm như vậy. Rồi ngang ngực nè, các bạn canh cái bên mình bao nhiêu thì mình hạ xuống đây bấy nhiêu, khoảng 3 cm ha, nó sang dấu là hết như vậy. Rồi, tới cái đoạn quan trọng là mình kéo rập nè, nhiều bạn hay quên lắm nha, hay quên cái chuyện mà cứ để y cái rập dày thiết kế phía trên là sai hết nha. Kéo cái rập xuống sao cho là cái đường ngang ngực nó trùng với cái điểm mình mới hạ 3 cm đấy, tại vì thân sau nó không có bên sườn các bạn ạ. À, thì khi mình may cái bên sườn thân trước lại, mình phải canh xuống sao cho là cái đường sườn thân trước thân sau nó bằng nhau nhé, đúng không? Rồi chỗ nách này cơ ra 0,5 cm cho thân sau. Rồi chỗ này nè, mình đã chờ 1 cm rồi cho thân trước rồi, cho nên thân sau lúc này mình chỉ cần chờ 1 đến 1,5 cm nữa thôi nha. Ở đây mình chờ 1 cm. Nếu mà vải bình thường mình chờ 1,5, còn vải này nó co giãn nhẹ rồi cho nên mình chờ 1 thôi, để cho cái phần kích áo nó ôm, nhiều. Đó, thì các bạn cứ kẻ một cái đường nè, cong đều. Đó, cong đều theo. Chỗ này mình kẻ thẳng ha, tới cái chỗ cổ nè, mình cong đều lên nha. Chỗ này mình lấy nè, vuông góc. Đấy. Đấy rồi, nó cách đều 1 cm lên tới trên cái đầu cổ luôn. Làm bằng cách này dễ nè, các bạn kéo cái rập lên sao cho cái đường nghiêng vai thân trước nè, nó trùng nè. Rồi mình vẽ cái chỗ cổ cho nó cong cho nó bằng nhau nha, nó bằng y luôn, rồi chấm chỗ này đấy. Rồi từ cái điểm đầu cổ này các bạn kẻ vuông góc vào đường trục giữa của thân đấy nha, như vậy mình được cái cổ thân sau rồi đấy.
Đấy. Thân sau nó chồm chỉ 1 cm là so với cái thân trước lúc nãy thôi. Tổng cái độ chồm hai cái này là nó là 3 cm đấy các bạn. Đó, cho nên nó đủ cái phần bề rộng của cơ thể mình trên vai rồi nha. Rồi sang dấu lại hết. Đó, đường trục giữa thân của mình đây ha. Đó, rồi chỗ này các bạn lùi vào 1 cm. Đó, cho nó ôm. Vải không co giãn thì mình lùi vào 0,5 thôi. Còn vải này nó co giãn nhẹ rồi các bạn lùi hẳn vào 1 cm để cho cái kích ngực nó ôm. Sang giấu lại cái phần sườn chân váy phía dưới. Nó giống y thân trước nha. Rồi chúng ta vẽ vòng nách từ điểm cơ ra này nè, nối với cái điểm này. Nối thẳng ha. Cắt xuống dưới này. Rồi chia đôi cái cạnh này nha. Chia đôi. Đó, từ cái điểm chia đôi này mình nối ra đây. Lại tiếp tục chia đôi cạnh này, nối vào góc này. Lại tiếp tục chia đôi, đánh cong. Đặt cái thước vuông góc với đường nghiêng vai, đánh cong nhẹ vào trong, cong ngược trở ra. Ta được đường cong nách của thân sau. Rồi tiếp tục, chúng ta vẽ đường cong cho dáng lưng. Ở điểm ngang eo này lùi vào 1 cm. Ngang ngực lùi vào 0,2. Chỗ cổ này lùi vào 0,5. Rồi dưới ngang mông mình lấy lên đây 5 cm để kết thúc cái đường cong. Cũng là cái điểm kết thúc của dây kéo. Đấy rồi, từ điểm đây qua đây mình chia đôi ra để thả cái bên eo. Đó, kẻ một đường song song với đường trục giữa của thân. Đó, dưới mông lấy lên 5 cm. Độ rộng bên lúc này là 2 cm, mỗi bên mình thả 1 cm. Lưu ý nè, bạn nào mà có cái hõm mông chỗ này nè, thì mình chích cái phần bên này cho nó mập lên ở phần bên nha, để nó ôm hơn cái phần hõm lại, nó không bị rộng. Nó đánh cong mạnh ở cái phần hõm này nè. Thì nó sẽ giúp cho cái quả mông của mình nó đẩy nó cao lên, cái phần hõm thì ôm vào nhá. Như vậy mình đã thiết kế xong cái phần phía trên. Và tiếp tục chúng ta sẽ vẽ cái phần tùng phía dưới nha. Tùng phía dưới thì cái phần sườn nó giống y như thân rập thân trước. Nó chỉ khác cái phần giữa lưng thân sau nè các bạn. Đó, thì thân sau của mình nè, các bạn quan sát sẽ thấy là từ đây nè ra đây nè, các bạn sẽ có thể da ra 8 đến 10 cm tùy ý. Ở đây mình chỉ da 8 thôi. Bạn nào muốn dùng vải thiếu hoặc là muốn da ít hơn thì mình da ra 7 thôi ha. Chỗ này xuống đây là 15 cm, tức là cái đường cong. Đó, thì các bạn sẽ lấy từ đây xuống đây 15 cm nè. Tỷ lệ 1:2 so với số đo thật nha. Số đo thật của mình là 15 cm thì các bạn đánh cong từ đây. Đó, đánh cong xuống đây vào 1 cm. Đánh cong nhẹ như vậy rồi đánh lượn trở ra. Nó gần giống như cái phía bên sườn ha. Cũng có cái độ cong vào cái điểm đó vậy đó. Rồi đánh nhẹ ra đây. Đấy, nhớ nha, cái chỗ này cong vào 1 cm. Đi qua cái đường ngang mông. Cong đều. Chỗ này cong bao nhiêu thì chỗ này cong vào bấy nhiêu. Rồi lại lượn trở ra xuống dưới đây. Đó, nó gần giống đường cong bên đây ha. Nó đơn giản như vậy. Đó, thân sau thì các bạn cũng cắt theo canh sáu dọc. Đó, hai chi tiết đối xứng nhau nha. Đó, chỗ này là mình may dây kéo nè. Rồi chỗ này lên trên tới cổ luôn là mình may dây kéo. Nó chiều đường may thì sườn với lại giữa thân sau mình chiều đường may 2 cm. Ngang lai chừa 1 cm. Vai cổ thì mình chừa 1 cm. Nách cũng chừa 1 cm. Khi đặt trên vải thì mình gấp hai cái đường biên vải lại. Mình cắt cái thân sau trước nha. Rồi mình mới cắt cái đập thân trước sau. Thì cắt phần thân xong thì mình mới cắt tay áo. Rồi mới cắt nẹp cổ. Đó, làm như vậy sẽ đảm bảo được là vải là mình tiết kiệm nhất có thể, không có bị thiếu vải ha. Đấy.
Rồi cái phần da này nè, các bạn có thể là da ra 7 cm ta, nếu mà gặp trường hợp mà vải mình bị thiếu ấy. Đây, cái nẹp cổ nè, các bạn ra đây cho mình 10 cm, không quan trọng lắm nha. Đánh cong nhẹ xuống đây thì cái điểm hạ cổ này, mình hạ nẹp này cũng 10 cm nè, thì đây chính là hình dáng của cái miếng nẹp cổ. Đó, cắt chiều đường may thì tương tự như thân áo nha, nhân hai chi tiết đối xứng, ủi keo vải á các bạn, keo mà nó mềm như vải á, chứ đừng có ủi keo cứng quá nha. Đo lại cái vòng nách thân sau này để tí nữa mình thiết kế tay áo. Ở đây mình đo được là 21,5, chính là số đo thực này nha. Đó rồi, tương tự mình cũng đo cái vòng nách của thân trước, tỷ lệ 1:2 so với số đo thực, cho nên trên cái thước dây này, ví dụ như là mình đo là hơn 10 nè, thì ở đây là ghi là 21,5 đấy, trừ cái bên này 0,5 đi nè, nhớ nha. Đó, thì mình chỉ còn là 21 thôi. Cái thông số đó tí mình sẽ dùng để cắt tay áo. Rồi bây giờ cái đập thân trước mình sẽ rã eo ra nè. Đấy. Rồi cái phần cúp này mình cắt rã ra. Đó, xếp cái bên nách và cái bên sườn lại nha. Đó, rồi đặt tất cả những chi tiết này lên vải để cắt và chừa đường may, rồi may ráp lại. Cái phần cúp thân trước ấy, mình sẽ may 2 lớp nha các bạn. Thay vì may miếng nẹp thì mình sẽ cắt hẳn 2 lớp luôn để mình may lộn lại. Có lớp trái với lớp phải. Chỗ đỉnh ngực này nếu nó nhọn quá các bạn gọt bớt, ở đây mình thấy nó cũng được rồi. Các bạn lưu ý nè, mình ráp lại mình thấy nó đủ là được nha. Ví dụ như nó thiếu ở trên đầu này thì mình cơi thêm, còn đây mình đủ rồi nè. Đấy, cái chỗ này phải gấp đôi. Cắt một chi tiết cho vải chính và một chi tiết nữa cho lớp lót bên trong ha, chạy ra thì thành là 2 lớp ấy. Đấy, thành ra là 2 chi tiết ấy nha. Để may lộn. Còn tương tự cái này thì mình cắt 4 chi tiết nè, để cho cả lớp chính và lớp lót đấy. Đó, như vậy mình may thành một cái phần cúp 2 lớp. Đó, còn cái miếng nẹp cổ nè, nẹp vai nè, đó, các bạn sẽ cắt cho mình 4 chi tiết, ở hai bên là 2 chi tiết ha, may lộn lại với nhau. Như vậy thì cần 4 chi tiết, nó may lộn cái cạnh này nè. Đấy, rồi đính hết cái phần 2 lớp này lại mới may ráp vào cái phần cúp phía bên dưới. Đấy. Thì cái miếng nào mà lót bên dưới thì các bạn nhớ là cắt chừa đường may ít lại nha, để cho nó lít cái đường may vào bên trong khi may ráp. Rồi rập thân sau nè, các bạn cắt rã eo hoặc là không cắt rã eo gì cũng được nha. Mình may thẳng không cần rã eo cũng được, mà bạn nào thích rã eo thì cứ rã eo sao cũng được nha, không quan trọng lắm. Rồi tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế cho cái phần tay áo. Thì đầu tiên các bạn cũng vẽ cho mình cái tay áo cơ bản nha. Tuy nhiên hạ nách của mình ấy là mình hạ nhiều hơn bình thường, để cho nó có cái độ đứng gọn như là tay áo vest ấy. Sau đó mình mới cộng thêm cái phần rã đó để tạo cái độ bồng. Dài tay là tùy ý, ở đây mình lấy dài tay là 50. Đấy, rồi bắt đầu mình thiết kế cái phần nách áo nè. Đối với mẫu đầm này á, thì các bạn thích những cái mẫu tay phồng hay là tay ngắn gì mình phối vô cái phần thân áo vẫn đẹp nha, chứ không nhất thiết là cái mẫu tay này. Hạ nách tay thì mình tính là bằng số đo vòng ngực chia cho 10 cộng với 5 nha. Tay cơ bản là mình cộng 4, còn cái tay này mình cộng 5 để cho nó có cái độ ôm rồi đứng hơn. Ngực bạn này là 88, tức là gần bằng 9 ấy. Mình cộng cho 5 là gần bằng 14 ha. Lưu ý khi vẽ tay áo là mình vẽ theo tỷ lệ thực nha, chứ không phải theo tỷ lệ 1:2, tại vì tay áo nó cũng nhỏ, các bạn chi tiết nó nhỏ. Rồi xéo nách lúc nãy mình đo được cái là 21, thì bây giờ các bạn lấy cái đường xéo này nè, là ít hơn 21 một chút xíu nha, vải nó hơi giãn cái chiều dọc á, cho nên khi mình cắt nhỏ như vậy là mình ráp vô là nó vừa luôn. Rồi cửa tay là 20, 20 chia cho 2 là được 10 ha. Lấy ra đây. Rồi từ cái điểm này các bạn đánh hơi cong nhẹ nè, cong nhẹ xuống cửa tay. Đó, như vậy đơn giản ha.
Rồi cái phần nách thì các bạn cũng chia ba cái đoạn xéo này ra, đánh cong như tay cơ bản để mình dễ hình dung cái phương pháp mà mình tạo cái đường rã xếp xếp tạo độ bồng nha. Đấy, tay cơ bản của mình là mình đánh như vậy, chỗ này cơ ra 1,5, chỗ này cong vào 0,5. Đấy, thì từ cái tay cơ bản này các bạn hình dung nè, cái tay mình sẽ có cái độ bồng chườm vào thân là 1,5 và cái độ chườm ra phía bên ngoài là khoảng 2,5, tức là khoảng 4 cm ha. Tổng lại là 4 cm, thì các bạn đo từ đây vào đây khoảng 4 cm. Đấy. Rồi các bạn vẽ lại cái đường xéo nách đi qua cái điểm đó ha. Cái đường xéo nách của mình là gần 21. Đó, thì các bạn cũng lấy ra cho mình là gần 21 nha. Chỗ này. Đấy. Rồi cũng chia ba cái đoạn này ra để vẽ lại cái đường cong nách. Tức là các bạn hình dung là cái đường cong nách của mình lúc này nó de ra khỏi cái đầu ta, cái đầu tay áo một đoạn là 4 cm. Đấy, như vậy đó, nó de ra để nó có cái độ phồng ha. Đó, nhưng mà nếu mình vuốt phồng lại bình thường thì cứ như vậy là đã vuốt phồng được rồi. Tuy nhiên cái mẫu áo này là mình không vuốt để tạo độ phồng, mà mình sẽ rã cái đường, mình gọt bớt đi để mình nối lại, nó tạo cái độ cơi ra nha. Đấy, thì như vậy các bạn cứ kẻ vuông góc với đường xéo ban đầu, rồi lấy ra đây 4 cm rồi nối vào đây. Đấy, các bạn hình dung không? Đấy, tức là mình có cái độ cơi ra khỏi cái đầu vai 4 cm như vậy nha. Đấy, rồi tiếp tục cái tay áo mình nó có một cái đường rã ly chỗ này nè, để có cái cảm giác như là cái phần tay áo cơ bản lúc đầu nó vẫn nằm ở đây. Đấy, nó có tạo kiểu như vậy, thì mình chích một cái ly nhẹ ở đây nha. Cái độ rộng ly là 11 cm, là mình cứ chích như vậy. Đó. Cách cái đầu vai xuống độ khoảng 4 cm rưỡi, 4 cm rưỡi, 5 cm gì đó là mình cứ chích xuống thôi, không quan trọng lắm nha. Đấy, cắt trừ đường may 0,5 cm nè. Chỗ này thì đường may là 2 cm. Cửa tay là mình đánh lơi nhẹ nè. Cái này là cửa tay mình chưa chưa đường may nha. Cái đường này là vải gấp đôi nè, đường trục giữa của tay nè. Đó, đặt trên vải thì các bạn sẽ cắt như vậy. Đó, may chích cái ly này lại. Đó, sau đó may nối cái đường ở phía trên. Như vậy mình được cái mẫu tay của ngày hôm nay ha, đơn giản như vậy thôi. Cái tay mình nó có cái độ cơi, độ phồng ra, tuy nhiên không cần phải dúng. Nhá, để mình cắt cái ly này rồi chỉ các bạn nhìn rõ hơn nè. Đó, các bạn hình dung ha, cái chỗ này mình có một cái ly, khi may lại là nó như thế này. Đó, nha. Đó, rồi. Đó, cái chỗ này là đường may ha, đường may mình chừa 0,7 cm nha các bạn, 0,7 cm đi. Nách cũng vậy, chừa đường may 0,7 cm rồi may ráp vào thân. Kiểm tra lại cho kỹ nè. Sao cho nè. Mình đo được là hơn 21 nè. Đó, thì khi may vào cái vòng nách tay là ít hơn 21 thì mình sẽ cho nó cầm ở cái đoạn này nha. Đấy, cho nó cầm ở cái đoạn đó là may vào đủ cái tay là cái tay nó sẽ đẹp. Còn cái chỗ này nè, đấy, các bạn cũng may cầm sơ rồi nối vào, chích vào cho nó đủ. Đó, khi nó ráp lên cái thân áo là nó tạo một cái độ phồng nhẹ như vậy. Và vừa phồng mà vừa cơi ra. Cơi ra phía bên ngoài cái thân áo 4 cm. Đó, như vậy đơn giản ha. Chỗ này là vải gấp đôi. Đó, thì các bạn cắt theo canh sới dọc và hai chi tiết đối xứng cho hai tay áo. Đó, bạn nào mà gặp khó khăn trong cái việc mà cắt vải rồi may ráp thì các bạn có thể nhắn tin nha để mình hỗ trợ thêm. Đó, video đến đây là dừng lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn thực hiện thành công. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau.